Ở góc độ khác, phần đông doanh nghiệp vẫn tỏ ra chưa hài lòng với quyết sách này. Thậm chí một số doanh nghiệp còn bức xúc khi Hội đồng Tiền lương Quốc gia còn quyết định lương của công nhân lao động, những người chưa qua đào tạo, thậm chí chỉ tốt nghiệp cấp 3 cũng được hưởng mức lương cao hơn cả người tốt nghiệp đại học đi làm. Ghi nhận của phóng viên Thời sự VTC. Tổng công ty cổ phần May Hưng Yên, công ty có khoảng 14.000 lao động, hiện với mức lương trung bình của công ty đang ở mức 6 triệu đồng một người một tháng. Và với mức lương này, dù lương tối thiểu vùng 1 có tăng thêm 12,4% thì lương của công nhân cũng không đổi, thậm chí mức lương của họ nhận được sẽ còn thấp hơn. Mức lương hiện tại chúng tôi đang nhận 6 triệu rưỡi một tháng, nếu mà tăng lên mức lương tối thiểu 12,4% ấy thì là cái mức lương của chúng tôi đang nhận là cao hơn mức lương tối thiểu. Mà cái mức lương tối thiểu tăng lên thì cái mức lương chúng tôi nhận cũng không tăng lên, mà cái mức đóng bảo hiểm chúng tôi mà cũng lại phải đóng bảo hiểm tăng lên thì mức lương chúng tôi chắc là phải giảm khoảng 200.000 một tháng. Hôm nay em đang giữ ở mức lương hơn 6 triệu, tầm 6 triệu 3. Còn đâu sắp tới đây mà lương tối thiểu của em tăng lên thì có thể em bị giảm đi hơn 100.000 tại vì đóng bảo hiểm lên. Một số doanh nghiệp đặt câu hỏi, với mức lương tối thiểu của người lao động chưa đào tạo, làm công việc giản đơn thì hiện nay đã vào khoảng 2,9 triệu đồng một tháng. Còn đào tạo đại học xong, ra trường cũng chỉ hưởng ở mức lương 1 triệu 150.000 nhân với 2,34, tương đương với 2,6 triệu đồng một tháng, thì việc tăng lương đã phù hợp. Tại sao một doanh nghiệp khi mà ép doanh nghiệp 2 triệu 9 vẫn bảo là thấp? Đấy mà bây giờ lại ép doanh nghiệp phải tăng thêm 12,4% nữa để đạt vào khoảng sấp xỉ 3,4 triệu. Thì có phải là giữa cái chênh giữa vấn đề là cái hệ thống chung của chúng ta trong hệ thống lương của cả nước, tức là cái nhóm mà tốt nghiệp đại học đã làm việc so sánh với cái lương thấp nhất trong doanh nghiệp còn mới chỉ bằng 80% thôi, thì điều đó có bất hợp lý hay không? Cùng với đó, việc tăng lương tối thiểu cũng khiến cho doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm xã hội cao hơn khá nhiều so với trước đây. Doanh nghiệp thì sẽ đóng thêm là vào khoảng 21-22% cho cái quỹ bảo hiểm. Và người lao động thì đóng thêm khoảng 10,5% cho quỹ bảo hiểm. Cho nên vì thế mà doanh nghiệp ấy thì tăng thêm, như chúng tôi với quy mô khoảng 14.000 lao động thì tăng thêm một tháng chừng khoảng trên 10 tỷ. Thì còn người lao động thì mỗi người ta phải nộp thêm vào đấy khoảng 200.000 đồng. Thu nhập thực tế của người lao động sẽ giảm, doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm xã hội nhiều lên. Hai điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, khiến lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ giảm sút, khó khăn lại thêm chồng chất.